Hello, tình hình là một tháng qua thì không có ra bất cứ video hướng dẫn nào cho anh em. Chắc có một số anh em là nghỉ, chắc mình nghỉ làm hướng dẫn luôn rồi, má này cô chắc bỏ rồi. Đó thì cái lý do là không biết sao là mình ăn ở cũng tốt lắm mà mấy bạn, mình thấy mình cũng hướng dẫn free, miễn phí đồ thứ, rồi tư vấn nhiệt tình, không có chửi bới, không có la mắng gì ai mà. Cái tháng rồi không biết sao đồ hư nhiều mấy bạn. Hư cái laptop trả tiền chưa có thu hồi vốn nữa là hư mẹ luôn cái điện thoại, xong rồi phải gửi điện thoại đi, bây giờ mới lấy điện thoại về nè mới có cái làm clip hướng dẫn cho anh em đó. Thì bây giờ sẽ hướng dẫn anh em một cái liên khay, tại vì trước đó là mình hướng dẫn trước nhiều rồi, và sẽ là một cái liên khay dễ cho mấy bạn newbie. Còn mấy bạn mà muốn học lên cái trình mà gọi là để đi đi battle, đi đấu đồ đó, nên thì muốn lên trình cấp quốc gia đồ thì mấy bạn coi clip của mấy thằng nước ngoài, chứ cái trình mình đâu có tới đâu mà mình hướng dẫn được. Nhiều bạn đòi hướng dẫn để em đi thi đấu, em đi vô clip khủng này nọ thì đâu có được, mình đâu có tới cái trình đó. Mà cũng có mấy cái liên khay khó mà nó cũng không có dễ để mà hướng dẫn nữa, tại vì vừa làm mà vừa nói thì nó căng lắm mấy bạn, nó gắt lắm mấy bạn. Cho nên là các bạn thông cảm, mình chỉ hướng dẫn được liên khay dễ và trước thôi. Liên khay hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đó. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với Tisonic. Thì như các bạn đã biết, các bạn đã tập liên khay thì chắc các bạn phải biết là một số những cái chiếc phổ biến như là Tisonic rồi palm spin đổ thứ, thì mấy cái đó thì chắc là các bạn cũng đã tìm hiểu qua rồi thì các bạn mới tập tới đây. Còn mà các bạn không biết gì hết mà các bạn tập đến đây thì là các bạn bị khùng. Đó thì Tisonic nó sẽ như này. Đó nó sẽ trông như này. Đó nhưng mà chúng ta sẽ làm ở cái dạng palm down là ta úp như này. Đó, như này. Thì các bạn chỉ lấy cái phần đầu của nó thôi, tức là cái phần lên như này, mà lần này các bạn lưu ý cho mình là các bạn phải cầm ở cái phần cùi cùi, ở cái phần ở trên, ở phần trên của cây bút để cho cái phần dưới nó dài ra. Thì sau khi mà chạc lên một cái, các bạn lật ngửa cái tay lại liền thì cái phần dài nó sẽ kéo cái cây bút trượt ra khỏi tay của các bạn và nó sẽ lăn trên lòng bàn tay. Nó sẽ tạo thành cái dạng như này. Đó. Như này. Đó. Như này. Nếu mà các bạn làm đúng thì nó sẽ rất là dễ dàng trượt ra, nó không có cần phải một cái lực nào đẩy ra hết, nó tự động nó lăn ra ngoài luôn. Bản thân của nó, bản thân cái khúc dài là nó đã đủ để mà kéo cho cái cây bút nó rời ra khỏi hai cái ngón tay của các bạn rồi. Các bạn chỉ việc thả lỏng cái bàn tay thôi là nó tự động nó lăn ra ngoài luôn. Đó, như này. Sau khi đã cho nó lên đây rồi thì các bạn cho nó quay tầm một vòng rưỡi cho tới hai vòng, cái đó là tùy các bạn cảm thấy chừng nào mà nó gần như là nó gần sắp dừng lại rồi thì các bạn nhích nhích tay một tí cho nó lọt vào đây. Đó, các bạn cố gắng, các bạn canh, các bạn làm sao mà cho nó lọt đúng vào cái ngón út và áp út. Đó, tại vì cái này là nó phụ thuộc vào việc các bạn tập nhiều và các bạn cảm giác nó như nào. Còn không có mẹo gì hết, cái này không có mẹo gì hết, hoàn toàn là không có mẹo. Các bạn chỉ có cách là tập nhiều thôi. Các bạn có thể là điều khiển cái cây bút cho nó rơi vào đây đúng đúng cái khe này bằng cách là các bạn khép hết tất cả các khe lại, coi như các bạn đóng tất cả các cửa lại, các bạn chỉ chừa mỗi cái cửa này. Đó thì nó sẽ dễ là lọt vào cái này hơn là các bạn mở ra hết như này thì có thể là nó sẽ đi nhầm vào đây hoặc là đây. Đó, các bạn khép hết lại, các bạn chừa mở cái này ra thì cái khả năng lọt vào đây nó sẽ cao hơn, thì nó sẽ trông như này. Đó, nó lọt vào đây. Sau đó chúng ta sẽ Sonic lên, mà chúng ta sẽ cho nó đi thẳng lên trên này luôn. Cái này gọi là cái gì? Demon Sonic. Đó, cái Demon Sonic nó sẽ trông như này. Đó, làm mà palm palm ngang gọi là palm ngang đi, tại cái này nó cũng không có phải là up hay là down gì, nó cũng phải là lật hay ngửa mà nó để ngang ngang thì mình gọi là palm palm ngang. Đó thì nó sẽ trông như này. Đó, mà làm chậm lại nó sẽ đi lên đây, tức là giống như là một cái Sonic bình thường nhưng mà nó đi thẳng lên trên này luôn. Đó, đây là Demon Sonic. Đó, và các bạn làm ở từ ngốt và tay up làm đi lên như này. Đó, lên như này. Đó, lên như này.
Sau khi đã qua tới đây rồi thì chúng ta sẽ burst. Cái số lượng là nó không có quan trọng, các bạn burst bao nhiêu cái cũng được. Các bạn hứng lên các bạn burst 10 cái xong rồi các bạn làm tiếp cũng được. Chủ yếu là các bạn làm đúng cái link hay thôi, chứ cái số lượng là nó không quan trọng các bạn. Đó thì cái này đó là trick bình thường, cho nên là mình không có nói nhiều. Các bạn có thể tìm những cái video hướng dẫn burst của mình để mà xem. Đó, tìm lại clip cũ, chứ mình không thể nào mà dành hết thanh xuân để mà mình dạy burst cho các bạn được. Như vậy là đòi làm lại, cũng làm xong rồi đòi làm lại nữa, làm xong rồi cũng lại đòi làm lại nữa. Thì mình không thể nào mà mình dành hết thanh xuân, mình còn phải hướng dẫn cái khác nữa chứ. Đâu nào mà mình làm có một cái clip mà nguyên cái channel của mình chỉ hướng dẫn có một cái một cho các bạn được. Đó thì burst này là các bạn nào mà làm được rồi thì nó sẽ rất là đơn giản. Ở cái lần burst cuối cùng chúng ta sẽ shadow reverse như này. Đó, nó sẽ như này. Cái đoạn này là nó hơi khó, các bạn làm tập làm sao mà khi mà các bạn nhích tay nhẹ một cái là nó tự động nó lăn qua, chứ không phải nhiều bạn là tập chưa tới là nó sẽ bị cái tình trạng như này. Nó bạn sẽ giật tay như này. Đó, bạn giật tay như này. Các bạn sẽ giật tay như này. Đó là cái đó là tập nó chưa tới, nhìn nó sẽ bị xấu. Các bạn làm sao mà các bạn để mình để cái yên cái cổ tay luôn mà nhích tay nhẹ một cái là nó tự động nó đi như này. Đó, thì nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó, như này. Sau khi mà đã qua tới đây rồi thì chúng ta sẽ middle back. Chúng ta sẽ middle back một cái và kết thúc cái link hay như này. Đó, middle back và kết thúc cái link hay, middle back và kết thúc cái link hay. Các bạn có thể thả lỏng tất cả cái ngón tay để cho cái phần kết thúc nó đẹp hơn, các bạn khép hết lại cũng được như này, hoặc để hơi hở ra. Và chú ý là phải thẳng thẳng cái ngón út. Ở đây ngón út của mình là nó bị hơi cong, cho nên là nhiều khi mình không để ý là nó bị cong. Mà nếu mà các bạn làm thì bạn nào tay thẳng thì làm cái đoạn này nó sẽ đẹp hơn. Đó, nó sẽ như này. Đó, đó là toàn bộ cái link hay nó sẽ trông như này. Đó, qua đây back qua, đó, kết thúc link hay. Ok, thì clip xin phép được kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Và nếu các bạn có đóng góp ý kiến hay là thắc mắc gì thì để lại comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng đọc và sẽ trả lời cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Ok.